Anh thì anh vô tư. Thật sự ra thì thời gian đầu thì nó hơi bị khó khăn, là bởi vì cái thời gian đầu là khi mà khán giả hiểu lầm là Luân là cái người đem BH vào thì cũng có những cái nó lúc đó Luân không quan tâm tới, là bởi vì mình cứ đi hát, còn các trang mạng của Luân á, trang cá nhân Luân thì Luân có quản lý xem, cho nên là Luân ít cái khi nào nhìn vào cái trang của mình, là không có thời gian để dòm vào cái tin nhắn nữa. Nhưng mà quản lý nó cứ đưa cho Luân, nói là trời ơi sao có rất là nhiều người tấn công cái Facebook của anh Luân và nói những cái điều nó không hay. Thì Luân mới xem thì Luân mới thấy nó dính líu tới cái vụ mà bị hắn. Thì Luân có làm việc với lại bên Hùng Phượng rất là nhiều lần, và Luân nghĩ là thôi ba của mình cũng chưa có 49 ngày, chưa tới 49 ngày, cho nên là thôi kệ, nói thì cũng đã nói rồi, chửi thì cũng đã chửi rồi, thì thôi mình cứ nhịn, trong gia đình mình dặn tiếp. Thì Luân nghĩ là sẽ có một cái lúc nào đó cái sự thật nó cũng phải phơi bày ra cho công chúng biết chứ. Thì đó ra thì bên Hồng Phượng không có lên tiếng, mãi cho tới khi mà Hồng Phượng tự nhận số tiền đó và quay video bỏ lên trên các trang điện tử, thì Luân mới vỡ òa ra là Luân không phải là cái người đem máy hát vào, cho nên là có rất là nhiều khán giả nhắn tin vào cho Luân và xin lỗi rất là nhiều đó. Lúc đó Luân chưa coi cái clip đó, tại Luân đi diễn mà, thì khán giả nói là em xin lỗi là thời gian qua em đã hiểu lầm anh, ủa nó vụ gì vậy. Thì bắt đầu mình mới coi và theo dõi thì mới biết là nó gửi những cái clip đó vào, những cái đứa em cháu gửi vào, thì mình mới thấy là Phượng ngồi, Phượng nhận số tiền đó và Phượng đưa cho cùng người làm, thì mới biết là Luân không có dính líu trong cái vấn đề đó. Đó thì nó có như vậy thôi. Thì sau khi khán giả hiểu Luân là Luân không phải là cái người em vào thì mọi chuyện nó lại khác, khán giả lại ủng hộ Luân tiếp. Cho nên là thời gian qua thì Luân nghĩ là nó cũng không có vấn đề gì, nó chỉ là lúc đầu nó hơi bị không vui thôi, nhưng mà lúc sau thì cũng ổn. Anh ơi, lâu rồi anh không gặp, anh cứ đi show nhiều, có thương không? Dạ, em không 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 thật sự ra thì những người mà giống như là Luân và chị Huyền và tất cả anh em nghệ sĩ của ekip ấy là giống như kiếp tầm ở nhà tơ đó. Là trước tiên là mình bỏ một số vốn ra đầu tư rất là cao mà mình cũng chưa biết là cái lợi nhuận nó như thế nào, chỉ cầu mong là khán giả đến đầy rạp để mình có thể mình có dư chút xíu tiền để mà mình tái sản xuất, thì như vậy thì mới kéo được cái độ dài của chương trình hát mãi với thời gian. Tôi hy vọng là điều đó, và luôn cũng mong là tất cả quý vị xem cái chương trình này rồi đó, thì quý vị hãy cổ động cho bà con của bạn xa gần để ủng hộ cho chương trình đồng hơn. Lần nào cũng có những cái chương trình hát sân khấu định kỳ, nhưng mà lần này tái xuất giang hồ sau 2 năm dịch đó, thì Luân cũng ấp ủ cái chương trình này chung với lại chị Ngọc Huyền, có nghĩa là mình sẽ có một cái chương trình là hát mãi với thời gian. Thông qua chương trình này thì Luân và chị Ngọc Huyền sẽ tập trung anh em nghệ sĩ lại và dựng những cái vở tuồng tâm lý xã hội cũng như là cái lưu tuồng cổ. Thứ nhất là để ghi lại những cái dấu ấn các vai diễn của chị Ngọc Huyền và của Luân. Ví dụ như là vở ra mắt với lại khán giả đầu tiên đó là vở Chung Vô Diện. Vở Chung Vô Diện thì năm 1995 94-95 gì đó thì chị Ngọc Huyền đã diễn rất là thành công trên sân khấu. Nhưng mà
kỳ này thì chị Ngọc Huyền tái dựng lại cái bài diễn này, và định kỳ sẽ 3 tháng là một lần. Lần này nó khác với những lần trước là mình hát tại sân khấu lớn, và với đầu tư vũ trang, âm nhạc, cảnh trí, với các bạn diễn tham gia chung với chương trình hát mạng thời gian. Sở dĩ là Luân và chị Ngọc Huyền có cái ý định này lâu rồi đó là tại vì chị Ngọc Huyền cũng như là Luân làm show mà ít chị em ít khi nào diễn chung một vở như thế này. Và tuổi thì hai chị em càng ngày nó càng lớn, cho nên là chị Huyền có nói là thôi mấy chị em mình nhiều tay của nên kêu, có nghĩa là chúng ta sẽ tập hợp tất cả anh chị em nghệ sĩ lại để mình làm một cái sân khấu, một cái sân chơi cho nó ra trò chút xíu. Đó là cái ấp ủ của Luân chị Ngọc Huyền, và cho tới thời điểm này thì mới có đủ duyên để làm. Thực sự thì Luân cũng đang xin tài trợ, bởi vì các đơn vị nhà nước thì được nhà nước tài trợ, còn tư nhân á, các đơn vị xã hội hóa giống như Luân 23 năm là Luân tự lực cánh sinh, có nghĩa là mình tự thu tự chi. Và thật sự ra cũng nhờ các vị lãnh đạo sở rồi lãnh đạo rạp đã tận tình hỗ trợ về lịch tập cũng như là giấy phép để Luân có thể thuận tiện tổ chức chương trình như ngày hôm nay. Em nói cũng đúng là tại vì trong cái thời điểm bây giờ là nó khó tổ chức như hơn hồi xưa nhiều. Hồi xưa thì vở nào của anh, thậm chí anh hát ở Rạp Hưng Đạo, vở nào cũng cháy vé, và thậm chí có những vở hát cả ngàn suất rồi, hát hai mươi mấy năm thì em nghĩ đi, cứ tái diễn hoài, tái diễn đi tái diễn lại mà khán giả nhiều khi cái vai diễn nó khá giả thuộc luôn. Nhưng mà thời điểm đó, còn thời điểm bây giờ thì chúng ta ở trên tay chúng ta có thể là có một cái chiếc phone mà chúng ta có thể coi tất cả các loại hình hài, tin tức, rồi cải lương, rồi ca nhạc, nó có hàng tỷ cái chương trình ở trên cái điện thoại của mình. Cho nên là vấn đề tổ chức thì nó rất là khó khăn, nó không như hồi xưa, nhưng mà thôi thì cũng cố gắng thôi, tiếp tầm thì biết sao chứ. Thì mình cũng là tận hết cái khả năng mình có về kịch bản, về âm nhạc, về phục trang, tất cả mọi thứ thì mình cũng phải chỉnh chu để ra mắt món ăn tinh thần cho quý vị khán giả xem. Trước tiên là cái sự nghiêm túc trước đã, rồi từ từ thì tôi nghĩ là nếu như mình làm mà nó hợp với lại cái món ăn tinh thần của cái người khán giả mà bỏ tiền ra xem thì tôi nghĩ là từ từ mình cũng sẽ có một cái lượng khán giả nhất định. Show diễn thì coi như là không có ngày nào mà ngừng dịch diễn. Nói chung là khán giả cải lương cũng còn thương mình, cũng còn thương cái bộ môn cải lương, cho nên là Luân và chị Ngọc Huyền cũng mới mạnh dạn đứng ra tổ chức.